Xin chào các bác. Các bác muốn một chiếc loa kéo giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo được những nhu cầu sử dụng cơ bản thì chiếc loa kéo Tembisen A842 là một sự lựa chọn không tồi. Sau đây em xin làm một video mở hộp và đánh giá chiếc loa này. Các bác sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, một cái bộ sạc và hai micro không dây. Và đây là chiếc loa Tembisen A842. Các bác có thể thấy là nó được thiết kế rất đẹp, đẹp một cách rất là cổ điển. Toàn bộ mặt trước thì được làm bằng một tấm kim loại, một tấm lưới bằng kim loại rất là chắc chắn. Và cái chất liệu chủ đạo của chiếc loa này chính là gỗ ép với những cái lớp màu sơn giả vân gỗ rất là đẹp mắt. Thì trên cửa loa thì được trang bị một cái quai sách giúp chúng ta di chuyển chiếc loa một cách dễ dàng. Và đây là cái tay kéo truyền thống, mà tất cả những cái loa kéo, hầu như các loa kéo đều có cái tay này, trừ những cái dòng loa mà nó cao hẳn thì không có thôi, còn hầu hết là có. Phía bên cạnh là cái bảng điều khiển, các bác có thể nhìn thấy đây là nút nguồn này, đây là cái chỗ cắm micro dây. Các bác có thể mua thêm micro có dây cắm vào đó để mình nâng cao chất lượng âm thanh hơn so với cái micro đi theo loa. Và các cái nút vặn để điều chỉnh thì ở đây lần lượt, đây là các nút điều chỉnh volume của mic, bass, chest, echo và nút volume tổng để điều chỉnh cái âm lượng của nhạc nền. Kế bên các bác có thể thấy là các cái nút chức năng như là nút chỗ đổi chế độ kết nối, các bác có thể bấm vào đây và đổi chế độ để có thể sử dụng kết nối Bluetooth không dây. Đây là nút next bài, lùi bài và nút pause. Bên cạnh của nó thì loa được trang bị cái cổng USB và khe cắm thẻ nhớ. Thì các bác có thể copy nhạc vào USB và thẻ nhớ và cắm vào đây để chạy nhạc trực tiếp mà không cần phải dùng đến một thiết bị nào khác. Sau đây em sẽ thử âm thanh của chiếc loa. U-Disc mode. Tiếp theo em sẽ thử luôn cái âm thanh được phát ra từ cái micro đi kèm với loa. Alo 1 2 3 4. Alo. Qua thử nghiệm thì các bác có thể thấy là cái micro này có cái độ nhạy khá là tốt và thu âm khá là tốt. Alo. Một điều quan trọng, rất quan trọng, đó là chiếc loa được đang được bán với cái giá rất là dễ chịu. Hiện tại giá chỉ khoảng hơn 1 triệu rưỡi các bác nhé. Nó rơi vào chính xác là khoảng 1.550.000. Chúng ta có một chiếc loa rất là nhẹ nhàng, di chuyển rất là thuận tiện. Các bác có nhu cầu mua hàng
vui lòng liên hệ số điện thoại 0968 136 123 hoặc là truy cập vào website loa nghe nhạc.vn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.